xa quá, xót xa rồi đúng không? Từ từ ở đây có nước không à, từ từ nước nghe trơn nghe, kỹ nghe trơn nghe. Giờ có bộ mấy tháng ấy. Hai tháng rồi. Hai tháng rồi ngồi trong rồi. Anh nói nè, em về mình đi, anh đi xe lắm. Ai ngờ đâu, đuổi chồng luôn. Đi mà ốc xong nó lên bẻ bần, bẻ ngay cái bần giữa sông á, rồi nó bị gãy cái nhánh té xuống này muốn chi ăn. Trời ơi, mấy cái câu lúc em còn sống anh chị em. Cũng giỡn với nhau vậy đó. Vậy đau lòng của chúng tôi. Vậy đi em về từ nhà em lại thấy nó mừng lắm. Tội lỗi quá trời. Còn rất là trẻ luôn của chúng tôi. Lập nhập liên. Bỏ lại người vợ người. Dạ, lời đầu tiên cho Minh Quận kính chúc của chúng chị, quý nhà hảo tâm, quý Mạnh Thường Quân, quý khán giả thật nhiều sức khỏe, luôn bình an trong cuộc sống. Dạ thì hiện tại thì anh em cũng cùng mấy anh thì quay lại ấp Tài Công, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, thì tỉnh Sóc Trăng của chú anh chị. Thì hôm nay thì em cùng mấy anh cũng quay trở lại đây để chia sẻ trong buổi tang lễ của em Liêm 18 tuổi. Thì hôm qua thì em bị đuối nước thì đã mắt của chú anh chị, thì bỏ lại người vợ thì đang mang thai thì mới có 2 tháng của chú anh chị. Thì sống lúc trước thì em sống cùng người cha già, hoàn cảnh gia đình thì cũng khó khăn. Hôm nay cũng quay ở đây để hỏi thăm gia đình, để cập nhật trong buổi tang lễ, để gửi đến bà của chú anh chị. Thì cũng qua kênh anh em thì cũng có nhau tâm, Mạnh Quân cũng gửi ít tấm lòng yêu thương đến gia đình để lo cái hậu sự cho em của chú anh chị. Thì qua video thì em cũng mong chú anh chị đồng, cô chú anh chị đồng cảm, thì cho anh xin một lượt đăng ký, like, chia sẻ để kết nối với khán giả cũng như với quý nhà hảo tâm, để giúp đỡ, xem được video thì giúp đỡ được phần nào cho gia đình của chú anh chị. Thì em cũng cùng theo mấy anh để đến đây chia sẻ, thì em cũng mời chú anh chị cùng anh em để theo dõi video, để vào bên trong để cùng hỏi thăm cũng như để cùng cầu nguyện cho em Liêm sớm về nơi ăn nghỉ. Dạ em xin mời. Ở đây thì cha của em Liêm cũng dắt anh em để vào của chú anh chị. Dạ, cái đường đi vô nhà của chú anh chị. Dạ, hôm qua thì cũng đưa em về bằng cái đường này, trong này của chú anh chị. Vừa vợ thì ở bên huyện Long Phú, nghe nói mới qua bên vợ có mấy hôm mà thì gặp nạn. Đây là bên trong của chú anh chị. Hôm nay anh em đến rất là đông để chia sẻ trong buổi tang lễ của em trai của chú anh chị. Đây là cáo phó của gia đình của anh Liêm. Mà chị đọc hả? Dọc vàng rồi thì em nghe tội lỗi quá trời. Còn rất là trẻ luôn của chú anh chị. Lập nhập liên. Bỏ lại người vợ người đang mang bầu nữa. Quá là đau lòng. Em Liêm, Hưởng Dương là 20 tuổi rồi. Dạ. Nó theo giấy tờ rồi chú. Sinh 2004. Dạ. Đây là 20. Tàu công rồi. Trong giấy 20 giờ thắp cho mấy đứa con mấy đứa thắp mấy người em cho em đó, xin thắp cho đây một nén hương. 18 tuổi rồi, bữa nay 20 ha. Hôm qua mấy chú kia nói chắc này ta coi lại xe trong giấy tờ quá. Để nhập quan là nói chung thì bên các ngân hàng thì mỗi năm cũng cho những cái nhà tình thương rất nhiều ở Sóc Trăng cũng vậy. Thì người cha thấp tự nhiên cho con này chứ. Nó đậu động quan là vào lúc 8 giờ 30 phút thôi. Nhập quan lúc 4 giờ. Rồi. Thì không có chỗ đưa đi quạt tán tại chùa để cái hình ở ngoài chùa Bảy Sào. Đây chú cho anh em con đưa ai người cây thấp người cây người cây chứ không thấp chân đưa đến chùa Bảy Sào. Dạ. Dạ con cảm ơn chú. Thấp vô luôn đi, thấp vô hai mặt khán giả mà Mạnh Thường Quân nó thấp vô.
em Liêm, một nén hương. Thì em là tên là Lâm, Lâm Văn Liêm, anh chị em là sinh năm 2004, ấp Tài Văn, ấp Tài Công. Ấp Tài Công mất là lúc 12 giờ trưa anh chị em ngày 27 tháng 8 năm 2004. Nhằm ngày 24. Thay mặt quý khán giả, quý mạnh thường quân cấp cho Dương là 20 tuổi. Em Liêm một nén hương. 4 giờ cầu nguyện cho em 28 tháng 8 sớm được về nơi an nghỉ cũng như phù hộ cho gia đình cũng như ba của em được luôn mạnh khỏe. A Di Đà Phật. 8:30 ngày 29 tháng 8 để hỏi thăm thăm chị gái, chị của em Liêm của chú chị. Chị đứng ra để lo phòng sinh cho chị. Em cao quá trời, em xuống đây đứng em cao quá, đứng em đứng đây bây giờ ngày. Chị gái là lúc nào lo chồng Liêm. Xuống đất luôn, xuống đây lỡ rồi xuống đi. Ờ xuống đi. Qua này anh thấp quá. Dầm mưa, trời chuyển mưa à. Khóc chú thường mắt thường quét. Đây là chủ hai qua. Chủ hai của em Liêm. Không biết nào là tên em mình đó. Em làm ở đâu, em tên gì? Dạ em tên Nguyên, em làm ở chỗ đường Du Minh Quang, dọn nhà cho anh ta. Ờ, à, ở Sóc Trăng luôn. Dạ. Ừ. Dọn nhà hả? Dọn nhà tháng 6 triệu. Ồ, oh, đi làm đi nuôi con. Tháng 6 triệu mà làm trong lúc em làm là hay tin em mình mắc là lúc mấy giờ? Dạ hay tin là 1 giờ mai, 1:30. 1:30 hả? Dạ. Lúc đó là xin đang làm với xin về được không? Dạ được, nói là dì ơi con xin về, em con bị té xong chết. Trời ơi, báo vậy luôn hả? Ai điện em báo em là té như vậy luôn hả? Ba em nè, khóc cùi chạy lại liền luôn, chạy từ đó về bình tĩnh, chạy về từ Sóc Trăng về tới phường 10 luôn á, chỗ cho tôm luôn. Trời ơi, xong rồi đâu tới nhà hết rồi căng. Gắn bình tĩnh, nó kêu chồng chở chạy đi chỗ em. Rồi em biết lý do nào chính xác là mắc vì như là sao không? Sao mới mà em mắc? Dạ nó nói là nó đi mà ốc xong nó lên bẻ bần, bẻ ngay cái bần giữa sông á, rồi nó bị gãy cái nhánh té xuống. Trời. Té xuống rồi nó lội ra tới giữa rồi, nó kêu vợ nó cứu rồi vợ nó không biết sao tính nhảy. Nó suy nghĩ sao nó chạy đi kêu người ta, đi kêu người ta nhảy xuống vớt không có kịp nữa, không thấy mò không thấy gì hết trơn, tiếng hời tàu mấy cái ghe bự bự nó vô á, nước tạt nó chăng vô lì thấy nó. Mà em Liêm này biết bơi không mà? Dạ biết chút chút. Dạ. Chắc dạ, giọt bẻ té xuống vậy rồi bẻ. Không giọt bẻ lên không kịp không được á. Vợ chứng kiến luôn thấy chồng. Nó thấy nó nói vợ nó nói là thấy nó đập nước kêu em ơi cứu anh với, em ơi cứu anh với. Trời ơi, kêu luôn. Nó buộc luôn trời. Trời ơi, vợ mà nghe mấy câu đó là ấm ảnh luôn rồi trời. Không biết đếm. Cái này là chị hai của em Liêm đó quý vị. Có nghe tin như vậy. Cũng khổ hết trơn á, có bốn anh em mà, cũng người nào cũng khổ hết. Mất rồi, mà... giờ nhà em Liêm để đặt không được, phải nhờ nhà của ngoại nè. Ừ. Một sự, nhà đó không có điện, không gì hết. Như là lúc em lại là vớt xác em Liêm được rồi. Dạ, lại là người ta vớt xác lên, rồi mặt em còn tươi tắn nữa. Trời ơi, phải rồi, mới chưa có gì. Có nửa tiếng đồng hồ thôi không em? Dạ, còn nửa tiếng, mới nửa tiếng đồng hồ, thấy nó còn ấm ấm, người tươi nữa. Cũng như là mấy ngày trước khi em Liêm mất á thì cũng có giống như nhà mình có điềm vậy không em? Em nằm mơ thấy có ai đó chết đuối rồi mặc áo đen rồi bần lửng nữa. Trời ơi. Mới nói là cho em nói, em không nói với chồng đó, em nói chắc trong lòng có ai đó không biết ai đâu. Chứ không phải gia đình mình đâu, suy nghĩ vậy. Cái chồng em nói cũng nằm mơ giống vậy luôn. Trời ơi, hai người vô luôn. Vợ nó thì nói là nó đi câu cá gặp ma, rồi ngồi với nói chuyện với vợ nó, nói bữa nay nó hết gặp nó rồi. Rồi đi ra xong ngồi ốc với nó cũng nó dặn vợ nó ở giữ gìn sức khỏe nữa, lo cho con đi. Em đi luôn rồi, đi xa lắm. Trước khi đi mò ốc á hả? Dạ. Trước khi dặn đi ở lấy cái thao đi ở chợ chạy theo đó. Là tự đi rồi xong nói cái câu đó. Dạ, đi ra tới xong rồi nói câu vậy luôn. Kỳ vậy trời, rồi vợ cũng cho đi luôn. Dạ, cũng tưởng giỡn đó rồi đi. Trời ơi, giống như tưởng là mình cứ nói bình thường. Nói bình thường gì đó đâu có ai. Mỗi ngày có nói vậy báo giống như mấy ngày trước không có nói vậy hả? Giống như cái điềm báo trước. Nói chung là con người mà muốn ra đi thì có cái điềm báo trước hết trơn à. Dạ. Bất cứ
thì có rồi cái điểm cũng cho mình biết trước luôn đó. Tối ngủ không có ngủ được đâu, đăng qua lăng lại không biết bữa nay sao sao cái linh cảm của mình không. Rồi tháng 7 mà nghe mấy câu đó nghe ớn cục lạnh người luôn á trời, mày đang đi ra mấy sông nữa. Nghe nói cái sự việc 12 giờ trưa, khoảng 12 giờ trưa. Giờ đó là giờ đứng giờ ghê lắm. Dạ, nó nói đi bẻ dừa 11 giờ về tới nhà làm 2 giờ. Bẻ dừa xuống để trên xuồng, dừa còn ở trên xuồng chặt trái dừa uống. Thế đi cái người sao đi lấy thao đi mò ốc luôn. Nghe để nói luôn. Vợ em Lâm này cũng như là đang mang mấy tháng nữa phải không em? Dạ, mang bầu 2 tháng rồi. Khờ đó đâu biết gì đâu. Nghe em nói là hồi đó là gặp nhau gia đình cũng không có chấp nhận, mới chạy lên Bình Dương mà một thời gian mới về. 2 tháng mới về. Đó. Em mới nói là giờ chị thứ hai gặp ba mẹ, xin ba mẹ thôi sao. Giờ hai bên cũng vậy, và mẹ cũng bệnh, người ba cũng già, nhà cửa sụp vậy đó, đâu có làm gì, có tiền cưới đâu. Rồi hai bên ta đồng ý, hai bên cũng đồng ý cho quen luôn. Nhưng tới giờ hồi nãy mấy anh cũng có đến nhà và thấy cái cuộc sống trong nhà, cái cảnh ở trong nhà, nó, cái chỗ ngủ của hai đứa nữa. Dạ, một tay nó nuôi ba với vợ nó. Gì đó hả? Mà anh cứ nghĩ là đứa bé là cứu người vợ, nếu mà không có mang bầu là lãng mạn vợ nhảy xuống luôn. Dạ, tại nó khôn, nó không có nhảy xuống, nó em nhảy xuống là con em nữa, nó suy nghĩ vậy. Nó không nhảy, nó nhảy xuống ba người không biết sao. Thì đó, anh suy nghĩ như vậy đó, là khôn đó là chạy đi kiếm người đó. Em cũng giật mình, nó đem nghe anh ta điện nói là người ta nói hai vợ chồng đó, rồi em cũng giật mình nữa. Rồi đi thấy con em mình, trời vợ em, vợ nó có sao cũng mừng cho vợ nó. Rất là thương hai em. Mấy cái em mà có gì thì hay điện cho chị đó. Rồi ngày nào cũng điện hỏi chứ hai bữa nay có về chơi không. Chứ em mới nói chủ nhật đi anh hai nghỉ chứ hai đi. Đi chơi được có sáng 8-9 giờ thì nè, rồi chiều 5 giờ mấy về rồi. Đâu có ở chơi bên đêm với nó đâu. Cái đi làm mới đâu về, nó cũng ghé nhà em chứ hai em về rồi. Chúc em chở hai đi mua này mua kia ăn. Trời ơi, mấy cái câu lúc em còn sống anh chị em cũng giỡn với nhau vậy đó. Cũng tội nghiệp. Giờ nó đeo lại có ai giỡn với nó nữa đâu. Quá tốt, quá đau lòng của chú anh chị. Giờ đi em về từ nhà em lại thấy nó mừng lắm, nhảy nhảy cái tạch đây. Giỡn không người giỡn đâu có hơn em nữa đâu. Giờ là hết thấy chị em nhiều nhất. Con trai của mình rồi tới nghĩa tội nghiệp. Dạ là thương em lắm rồi, em đi biết sao ai nó còn nơi đi nhỏ với bà già mẹ già nữa. Vừa lo gia đình người, giờ em mất, bây giờ cha già ở một mình ở nhà nữa anh chị em. Vợ thì mất chồng thì đó, con không có cha. Không có con nhiều quá tội nghiệp xảy ra sống. Rồi chú người cha thì lại mất con. Chú rớt nước mắt nữa chị em ơi. Sao không hả? Ơi nó biết sao. Em cũng có chồng ở bên chồng nè. Đâu dạ, có thường xuyên xuống. Cũng ít khi gặp ha. Dạ, lâu lâu xuống thăm lần. Cũng hoàn cảnh khó khăn đi làm. Chỉ cha cũng sống khổ vậy, chỉ cho phần nào thôi chứ cũng đâu có giúp dạ, được cho nhiều. Được có phần nào đó, không được nhiều. Bệnh đã khi xuống cái thăm vậy cả. Xuống lên xuống hoài. Mong em cũng phù hộ cho chú để giữ sức khỏe. Phải bình tĩnh để giống như đứng ra để lo sự. Ngày mai đưa đi rồi hả? Dạ mai đưa đi 8 giờ. 8 giờ gửi đưa đi chùa. Quá, cái chùa. Dạ, chùa Bảy Sao. Gần đây ta. Gần chạy xíu. Khi mà đi mà tán xong thì đưa về nhà cho ba thờ. Đưa về nhà cho ba nhờ thờ. Bây giờ thì mong em đến thì giúp tiền cho mình. Giờ dành cho chị gái đi để hưởng. Như hôm qua thì anh em đến cũng thấy được gia đình khó khăn, cũng chích cái số tiền của Mạnh Thường Quân hôm qua là gửi 5,5 triệu đúng không? Để cho em để em đứng em lo hậu sự cha thì rất là hiền ha. Đây là cũng mượn nhà tạm bợ để làm đám. Mượn nhà bà ngoại. Ngày hôm nay lại tiếp tục có sự tình thương của Mạnh Thường Quân gửi đến cho gia đình, thì anh cũng sắp xếp Mạnh Thường Quân gửi cho em ha. Hôm nay là anh cũng nói luôn là hôm nay á là đến đây thì Mạnh Thường Quân gửi một ít để cho tiếp tục đưa cho em để phụ lo đám tang. Bên cạnh đó thì Mạnh Thường Quân hỗ trợ cái phần mà vô điện cho chú á, nghe chú tâm sự thì nghe nó 3-4 triệu gì đó. Ở cái phần 3 triệu mấy hơn 4 triệu là em thấy vô điện cho chú được là em cũng mừng đúng không? Dạ, vô cho cha.
đã là mạnh quân. Có đèn có gì? Ừ đúng rồi. Dạ. Tối rồi có quạt nữa, ngủ có quạt không có đèn gì đi mình nó béo hoài vậy. Sạc điện thoại mà sạc một cái điện thoại sạc điện thoại trắng đen đó là 5.000. Ừ. Tính ra em làm sai vậy giờ là cha của mình nên là chắc tối cũng khó ngủ nghỉ không có đèn luôn. Nguyên nghe ở gần đó người ta nói tối ba mẹ có ngủ đâu ngồi hoài. Trời ơi. Vô nhà đâu có ai đâu có ừ ra vô ra vô. Đúng luôn hả? Thì hôm nay thì trước mắt là gửi cho em ít tiền nè. Rồi còn lại thì sẽ đến nhà của chú và đưa cái số tiền đó vào cho chú để đi kêu người ta vô điện liền. Dạ. Rồi để cho chú ít bỏ túi nữa. Thấy chú mà hôm qua mà đến thấy chú xin 20.000 một thuốc, thấy tội nghiệp quá. Ừ. Rồi bây giờ nhà thì Mạnh Thường Quân ủng hộ cho em Liêm. Ngày hôm qua nghe nói 18 tuổi mà rồi bữa nay thì xin có phó thì 20 tuổi. Sinh năm 2004. Chung làm chung trong giấy nữa nè. Và được. Cái đó quay không được. Cái đó quay khỏi rồi được. Cái đó quay không được khỏi được. Không có quay chứng minh được. Vậy kia cũng đang gỡ chưa chuyển về khỏi 3 triệu nữa mà nhưng chưa chuyển. Chưa nhận kịp. Bữa nay mình sao trao đi. Rồi trao sao đi. Đó thì ủng hộ em Liêm. Có gia đình của chú Nam Đông gửi qua 200 đô la, 250 đô la Mỹ, đổi ra là được 6.250.000. Tiếp theo nữa thì có chị Oanh ở bên Campuchia là gửi 300.000, tổng cộng số tiền là 550.000. Hồi nãy thì đến gặp chú là trong gia đình là không có tiền để vô tiền điện, nghe nói là sống 4-5 năm nay vậy mà không có điện, thì hồi nãy là anh cũng trích ra cái số tiền 3 triệu đồng để gửi cho chú là cho chú vô điện, để chú gửi cho chú để vô điện. Rồi còn lại đưa cho em. Còn lại là 3.550.000 thì cũng gửi cho em ha. Vậy là anh em giúp tiền vô điện luôn ha. Vô điện. Quá dạ. Quá mua đồ quá mừng cho chú luôn rồi. Sửa dạ. Lại. Mừng. Chắc sửa lại. Tại nghe nói là vô điện phải mua cái cột ên nữa. Đó. Mua cột nữa. Mà tính ra là khoảng 4-5 triệu là đủ ha chú. Dạ 3.500.000 quá với bữa nay đến rồi giúp nước giúp trong hoạn nạn này 5.1 triệu 1, 2, 3, 4, 5 2 triệu 1, 2, 3, 4, 5 3.550.000 thì của Mạnh Thường Quân gửi cho gia đình thì em cũng xin cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Em xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Biết cảm ơn Mạnh Thường Quân nha. Dạ. Còn dạ. Số tiền kia thì sẽ để tôi anh bàn chú ha để vô điện rồi mua có cần cái nào cần thiết thì mua. Em thấy hợp lý không? Dạ hợp lý. Rồi. Đó thì em chú gửi. Ơi, có lời nào gửi đến Mạnh Thường Quân không chú? Cảm ơn Mạnh Thường Quân ha. Dạ. Chú xúc động rồi nói không nên lời đâu. Nghẹn ngào quá mừng rồi. Cũng lại nhà để coi cái vụ điện đài á. Rồi giao để vô điện cho chú. Để mất đưa em Liêm về nhà thì có điện có đài được nha. Bikina cũng giúp vô điện luôn. Nhà không có cái gì. Sẵn có gì giống như là cái hậu sự cho em luôn. Em Liêm luôn. Thì giờ rất là quý. Cũng mới vừa gửi những tiền của nhà tâm. Tiền của chú Mạnh Thường Quân rất là ý nghĩa và quý. 20 tuổi. Thời điểm này 20 tuổi. Rất là trân trọng. Có làm gì làm nha. Có làm gì làm. Đưa anh đến để hỏi thăm cũng như cập nhật á. Để chút xíu nữa thì nói chuyện chú sau. Rồi ok. Cất tiền đi, cất tiền đi. Ngày mai là đưa đi rồi đó cả nhà. Thì qua kênh với anh em thì cũng gửi những tình yêu thương từ quý nhà hậu tâm chú Mạnh Thường Quân để phụ lo cái hậu sự của em Liêm 20 tuổi của chú anh chị. Thì anh em thì cũng thì hôm nay thì cũng buổi sáng của chú anh chị. Giờ cũng vắng vẻ của chú anh chị. Rồi anh em đến thì nãy thì cũng đem qua trao số tiền thì cho gia đình của chú của em Liêm, chị gái để lo hậu sự. Lát nữa thì anh em cũng về bên nhà của hậu chú để gửi những tình yêu thương tiếp tục. Thì cũng có chị Diêu Huyền ở Hải Dương thì cũng gửi cho gia đình số tiền nữa của chú anh chị. Ồ, ngọt đó vợ hả? Của ngọt. Có kêu em không? Em Liêm. Có kêu vợ ơi là sao? Cứ kêu tiếng sao nhớ không? Đó là chú
thứ ba hơn. À, nó thiên nhiên tộc. Tiếp anh dưới. Tiếp anh dưới hả? Rồi lúc đó là mới nhận thức là chồng đang bị ngộp. Vậy là lúc có gớt xuống nhưng mà có trường lên nói chuyện con gái. Có nổi lên con gái. Nó tưởng là giỡn, ai ngờ đâu. Ồ, tưởng nó giỡn nữa. Là lúc đó đứng lại cái nơi tưởng nó giỡn rồi hồi mới thấy là mất tiêu. Mất tiêu luôn. Vậy nè, vậy nữa nè. Ồ, bơi bơi vậy đó hả? Ngập nổi vậy á. Thấy hai cái tay bơi bơi lên ha. Ở chỗ đó, nghe chết rồi. Trời ơi, chỗ đó chết ba người rồi. Mấy người chết mấy người? Hai ba người rồi. Nghe, mấy tháng trước đó. Nghe nói là khoảng 100 ngày trước là có bé 4 tuổi là chết trên sông rồi đó. Đúng rồi. Ờ, đường nó chết mấy người rồi. Rồi. Cái chỗ đó. Rồi 2-3 ngày trước là nói chuyện với con là giống như là cái gì kêu giống như báo tin trước là nói sao? Mấy cái câu á. Nói là mày ở nhà mình đi, tao đi xa thật xa rồi, tao nói mày đi đâu. Nó là đi trồng thuốc lào. Trồng thuốc lào. Con chửi nó mày khủng quá à, nó mày đi xa, mày đi gần mà mày đi xa vậy. Nó một hồi nó nói nó là tao đi. Mày tao không vậy đó hả? Người ta nãy nghe cục vàng gì mà. Ừ, nghe nói cục vàng gì mà. Có ai nói mày tao không vậy? Cục vàng bỏ thì gì đó. Ồ. Không có xưng xưng mày tao không. Đi vô rừng rồi. Ồ. Chồng, xin chồng đi, tại vì mình quân ta không nghe được mày tao. Nít thì như vậy thì biết rồi. Thì cũng mong cô chú trên kênh YouTube với Facebook thì những em nó còn quá nhỏ thì nó nói chuyện giống như là cái tuổi teen đó anh chị. Hôm qua rất xúc động nè, buồn khóc rất là nhiều nên rất là mệt. Mà nghe nói là có vong hồn gì là báo mộng hả? Báo mộng cho chồng, là chồng nói với con sao? Nó đi cấm không ở đây ngồi đi, không có đây ngồi cho nó sáng này hay tối rồi đó anh chị. Thấy cũng vậy à. Hôm nay thì anh em khoe để cập nhật để gửi đến bà chú anh chị trong buổi tang lễ của em Liêm. Thì trong giấy thì hôm nay là 20 tuổi của chú anh chị. Con gần cái dĩa. À, con nói từ từ thôi. Nói từ từ. Có cá rồi, có cá ăn rồi nó thấy ma. Cha ma tưởng nó đâu nó giận. Nói một câu gì anh vô ngủ. Nó ngủ đâu, nhìn con ngủ không à. Nó làm mở đi mà đi sao. Dọn cái bàn đấy đi con. Cái gì á. Nghĩa là thấy ma hả? Là có kêu đi không? Chồng con có nói có bắt chồng con đi không? Giống như trước đó. Giỡn không à. Nó ngủ đâu. Em đó, con ngủ mất tiêu rồi, nó ngủ đâu. Ngồi gì à. Ngồi nhìn con gì à. Mà nhìn con hoài luôn. Trước đó là hai vợ chồng ở đâu? Ở nhà ba mẹ. Ở nhà ba. Ở Long Phú. Ở nhà ba mẹ con. Ở Long Phú. Mới về đó mấy ngày hả? Là mới về đó 2 ngày hả? Dạ. Là hồi đó giờ có thường về đó không? Không có từng đi luôn. 2-3 ngày là đi lần, 2-3 ngày đi lần nha. À, không ở đó luôn, ý nghĩa 2-3 ngày là xuống Long Phú chơi ở dưới. Liêm nói là ở với cha mẹ đi, có cha mẹ vui. Ừ. Mẹ. Lấy bàn ra luôn con. Nghe sao mà lâu lâu xuống đó lần mà dám xuống sông đó? Ở lấy bọc coi sách rồi nó qua đó nó là ở rồi xuống sông đó là bắt được cái gì dính cái gì ốc nè, nghe nó có ốc không ốc không ốc có gần tiếng gì á, bắt ốc xong rồi từ từ đi, không sao, con nhớ gì con nói nấy, không sao đâu. Đi bẻ bằng cái bằng cái té bắt về mình ăn ha, bắt ốc về ăn cho vợ ăn. Vậy là cái lúc bẻ bằng là chồng con đang leo lên cây bằng là con không có thấy, nhưng mà con ra sau chỉ có thấy là ngộp vô cái tay thôi. Liêm ơi có chừng nha. Tin thôi là đi tắm đi, lạnh lắm. Ngứa nữa, có tin đâu. Vậy là trái bằng đó, con có ăn trái bằng chưa? Không. Sao vậy? Chưa kịp ăn nữa đây rồi. Chưa kịp ăn trái bằng. Chưa kịp nghe phong trời. Vậy là lúc đó là con thèm bằng hả? Có đâu, anh Liêm tự bẻ cho con ăn mà. Tự bẻ. Có nói gì đâu. Ồ, không có thôi nói. Chồng tự bẻ. Là đó giờ con có ăn bằng không? Dạ không. Không luôn mà. Chắc thấy vợ có bầu á, Liêm cũng bẻ cho vợ ăn. Thương vợ.
Thường nghiệp quá, nhỏ xíu anh chị em ơi. Nhỏ xíu nói chuyện hiền chưa được ăn nữa là chồng mất rồi. Bình thường hai chồng vậy ai giữ tiền? Vợ giữ hay chồng giữ? Chồng anh giữ. Ai giữ? Chồng em. Chồng giữ. Thèm cái gì là chồng anh mua cho. Đó là cục càng ăn cho nhiều nhiều lên. Như là cũng người vợ ra ra vậy á, muốn ăn gì chồng mua cho. Nghe nói mà chồng không có tiền mà thế nào là chồng bán điện thoại để mua đồ ăn cho em á. Có cái gì thì em lại bán xe luôn á. Bán xe luôn. Đói quá hả? Hỏi mẹ của em đi coi bán xe bán hết gì hết. Tại sao bán xe? Lo cho em ăn no đi. Ồ, thương giỏi. Hồi nhắc lại khóc rồi anh chị em ơi. Bán xe luôn. Có bầu á, ít khóc giúp con nè em bé mệt. Bán điện thoại được nhiêu nào? Biết một lần à. Không có hỏi chồng hả? Không. Bán xe được bao nhiêu? Không biết. Biết nữa. Không biết. Còn nghề còn ăn. Hôm nay là chồng mất rồi. Đâu còn ai lo nữa. Mẹ em nữa. Mình đang mang bầu nữa. Rồi trước hết. Mốt là nhắc phải về ở với mẹ rồi. Bây giờ như vậy rồi chồng không còn nữa. Còn nghiệp quá. Mới ăn cơm xong hả? Dạ. Ồ, gắn chồng rồi. Gắn ăn uống nhiều vô ha. Thì mình đang có mang sống đó. Rồi mang rồi phải tiền sữa, tiền này kia để tiền chích rồi nè. Đừng lum để cái bầu thai nhi đó rồi cung cấp nhiều lắm. Bây giờ mẹ cũng đi mà bẻ bắp chuối không á thì cái nhà bệnh nhà bên kia cũng khó khăn không? Cha mẹ cũng khó khăn hả con? Nhà có giống bên đây không? Nhà con tình thương cho. Ở bên kia đó hả? Trời tình thương cho không. Mốt dắt mấy chú qua thăm nhà được không? Dạ. Dắt mấy chú nữa khi mà xong xong đám á. Xong á. Dạ. Xong đám vài hôm nữa đó thì dắt mấy chú qua thăm nhà mẹ ruột con ha. Rồi. Thì có thể nếu mà quay được là sau này có thể sửa tả sửa gì cho con cho con bé. Con á là có tiền giống như đi chích ba cái gì kia bằng gì chích người, người bầu thai gì đó mới chích có em bé bây giờ là trước mắt phải nói bị lạnh gì đó như bằng ấm cho ấm á chích ngừa ba mũi á con chích bầu. chưa trời tại không biết gì đâu chưa đi siêu âm chưa đi khám chưa gì chân luôn chưa siêu âm đó chích ngừa ba mũi trước á thôi giờ có làm gì làm đi không có bị làm cứ làm ha. Ừ, nghỉ ngơi đi. Nãy chung nói con tên gì quên rồi. Tên Phương. Phương. Ủa, đầu hôm nó tên Bình Minh. Bình An. Bình An chứ. Bình An, tên con là tên Phương. Hai tên. À, tên Phương à. Qua chú hỏi nó Bình An. Bình An có Phương có nữa. Ấn tượng Bình An hôm nay nó Phương Phương. Vậy là hai tên. Hai tên. Tên dạ. Nghe dễ thương. Rồi con có làm gì làm nha, nghỉ ngơi đi. Con nhiêu tuổi rồi? Chút xíu vậy thôi. 17. 17 tuổi mà. 17, chồng 18, chồng 20. 20, trời ơi. Dạ. Tại thì anh em cũng đến nội thăm gia đình của chú anh chị thì cũng gửi những tấm lòng yêu thương của quý nhà hảo tâm của Mạnh Quân đến gia đình để phụ cho cái hậu sự cho em Liêm 20 tuổi. Thì hôm qua thì anh em cũng hỏi thì chào mấy anh và chú hỏi gia đình thì nói 19 tuổi thì hôm nay thì mới biết là 20 của chú anh chị. Thì qua video thì em cũng chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả quý nhà hảo tâm, quý Mạnh Thường Quân thì đã hỗ trợ cho gia đình qua kênh mấy anh thì cũng như cũng có chị Huyền ở Hải Dương thì cũng họ gửi những tình yêu thương thì gửi qua tin tưởng anh em thì gửi đến cũng đem đến đây trao cho gia đình của chú anh chị thì cũng mong chia sẻ video hoàn cảnh gia đình của em Liêm thì cô chú anh chị xem được video đồng cảm, yêu thương, giúp đỡ được phần nào cho gia đình để lo cái hậu sự cho em của chú anh chị. Thì anh em cũng mong đến đây chia sẻ, cũng muốn giúp cho gia đình. Hiện tại cũng chưa kết nối được chứ với nhà hảo tâm, với Mạnh Thường Quân nhiều. Thì cũng mong chú anh chị đồng cảm, chia sẻ, cũng như like, đăng ký kênh để kết nối với khán giả, cũng như đến với nhà hảo tâm xem được video để thấy hoàn cảnh gia đình của chú. Dạ, chào chú. Dạ, chú ăn cơm gì chưa chú? Chưa chú ăn cơm ăn nước gì đi. Dạ thì qua video thì em cũng xin chúc cô chú anh chị quý nhà Mạnh Thường Quân quý nhà hảo tâm thật nhiều sức khỏe luôn bình an trong cuộc sống thì em cũng xin hẹn cô chú anh chị những video tiếp theo và em xin chào.